Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất hiện 2 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Và trước những diễn biến phức tạp mới về tình hình dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, ngay sáng nay, ngày 30 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Tại các điểm cầu có bí thư các huyện, thị xã, thành phố tham dự. Đến nay, Hưng Yên có 2 trường hợp ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 2899, tỉnh Hà Nam, được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Huyện Phù Cử thành lập 16 chốt kiểm soát và tiến hành phong tỏa toàn bộ thôn Hoàng Xá, giãn cách xã hội 2 thôn còn lại của xã Tiên Tiến, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung truy vết được 32 trường hợp F1, gần 200 trường hợp F2 liên quan đến 2 trường hợp F0 và đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ gia đình các trường hợp F1 và các hộ liên quan, thành lập khu cách ly tập trung tại trường mầm non xã Quang Hưng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh công tác khoanh vùng, dập dịch, phòng chống COVID-19 được tỉnh và các ngành địa phương triển khai thực hiện nhanh và rất kịp thời. Ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương đã vận dụng tốt kinh nghiệm từ việc phong tỏa cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ từ 2 đợt dịch trước. Tuy nhiên, hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến rất phức tạp như hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và các địa phương cần vào cuộc quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, F3, thực hiện nghiêm việc cách ly và quản lý sau cách ly y tế, không được chủ quan lơ là cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tuyên truyền người dân, duy trì thực hiện tốt việc cách ly, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế là giữ khoảng cách, không tập trung đông người, thực hiện tốt việc khử khuẩn, khai báo y tế và bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu, để thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương phải tiếp tục tập trung triển khai các công tác chuẩn bị theo đúng luật định gắn với công tác phòng chống dịch. Trong đó, phải đảm bảo an toàn cho việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử sắp tới. Huyện Phù Cử cần sớm tham mưu cho tỉnh lên phương án kế hoạch thực hiện bầu cử trong khu cách ly, phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: Tôi đề nghị là tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, chúng ta phải chỉ đạo quyết liệt và nhân dân là chúng ta nâng cao vai trò cảnh giác phòng dịch COVID ở trong điều kiện là tốt nhất, khẩn trương cấp tốc truy vết các đối tượng F1, F2, F3 một cách triệt để. Đặc biệt là đối Phù Cử là huyện đã có dịch thì chúng ta phải khẩn trương cấp tốc truy vết nhanh, và F1 thì chúng ta đưa vào cách ly tập trung, F2, F3 thì cách ly tại nhà, nhưng phải giám sát và khuyến cáo phải thực hiện nghiêm, bởi vì cái việc mà giữa F1 chuyển sang F0 và F2 xuống F1 là rất mong manh, tuyệt đối không được nơ nào chủ quan, và yêu cầu cả hệ thống chính trị từ cấp ủy chính quyền của huyện Phù Cử chúng ta vào cuộc tích cực và khẩn trương để thực hiện công tác dập dịch được nhanh nhất. Có những vấn đề gì khó khăn thì kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo của tỉnh để kịp thời xử lý. Về công tác phòng dịch, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo chỉ thị 16. Tức là không tụ tập đông người, đi ra ngoài thì người dân buộc phải đeo khẩu trang, siết chặt các khu cách ly tập trung để tránh lây nhiễm chéo. Đây là một nội dung rất quan trọng, khuyến cáo là người dân trong những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết này thì hạn chế đi du lịch. Và những người đã đi rồi thì tôi đề nghị các địa phương cũng khẩn trương thông báo kê khai y tế sớm nhất để chúng ta có biện pháp phòng chống dịch. Đối với cán bộ công nhân viên chức mà đã đi du lịch thì buộc phải khai báo y tế, và đến công sở thì bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Còn đối với người dân thì nên khai báo y tế và nên khuyến cáo là nên cách ly tại nhà. Và cũng xác định là mỗi một gia đình là một pháo đài và mỗi một cá nhân là một chiến sĩ. Phải xác định như thế. Và tinh thần phòng chống dịch COVID là phải xác định là tinh thần yêu nước. Ý thức tự giác của dân là chính.
chúng ta có chỉ đạo mà không chỉ đạo sát sao, mà người dân không vào cuộc tích cực thì cái phòng chống dịch của chúng ta cũng không có tác dụng nào mấy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu bên cạnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, huyện Vũ Cừ phải chủ động thực hiện các phương án đảm bảo hậu cần và an ninh trật tự cho người dân trong vùng phong tỏa, cách ly tại xã Tiên Tiến, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế. Ngành giáo dục chủ động thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các trường học, tăng cường học trực tuyến và nghiên cứu đề xuất với tỉnh để có thể cho học sinh nghỉ hè sớm hơn so với quy định. Bên cạnh đó, các ngành địa phương cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 và phấn đấu tất cả 100% người dân được tiêm phòng, quyết tâm dập dịch trong thời gian sớm nhất và phòng chống dịch hiệu quả nhất, đảm bảo sức khỏe cho người dân.